dạo gần đây, lùm xùm khẩu chiến giữa Na Thần Ly và Cao Thái Sơn đã có dấu hiệu nguội lại. Những tưởng sẽ không nhắc đến nhau nữa ấy vậy, nhưng tối ngày 9 tháng 8, Na Thần Ly tiếp tục có phản ứng gây chú ý khi Nettiren so sánh anh với giọng ca điều ngọt ngào nhất. Cụ thể, Na Thần Ly đăng tải hình ảnh bình luận của một dân mạng với nội dung, nhìn giống Cao Thái Sơn thế. Sau đó, Na Thần Ly đã phản bác dân mạng này khá gắt, không ngại dùng những từ ngữ nặng nề miêu tả Cao Thái Sơn như nếu lùng thêm 20 cm, thêm 20 kg mỡ, mất cái não. Và hơn thế. Một dân mạng nhận xét Na thần Ly giống Cao Thái Sơn. Đáng nói, Na thần Ly còn chụp chính những bình luận này và đăng lại trên trang cá nhân, dùng những từ ngữ khá tục khác ngầm chỉ trích Cao Thái Sơn trong status và chốt lại hai chữ đồ hèn. Giữa lúc sống yên biển lặng, Động thái mới nhất của Na Thần Ly càng khẳng định thêm Cao Thái Sơn quả thực là một nhân vật hệ nhắc tới là Na Thần Ly sẽ nổi nóng. Na Thần Ly vẫn tiếp tục công kích Cao Thái Sơn sau ồn ào khẩu chiến.